ba hồi bữa nay hồi bữa 20 đồng hồi bữa ba mua 25 đồng mà ba nè. Cái đó gì vậy? Bữa không ba mua cái ấy đó lên kẹt đó. Để nó sale. Cái gì nữa? Còn nhà còn cái. Trả đó là lời 5 đồng. Ừ. Na đâu rồi? Na na. Ba Na đâu ba? Mẹ nó nói em gì quá mẹ. Gì chà? Sai mà 40-32. Mẹ đi niềm chín đâu rẻ vậy? Cá có 15 bạc. Hồi bữa em mua đó. Sai trời đánh không? Trời ơi. Đi đâu Ngân Nguyễn? Không ơi, ba khăn mua sale nè. Khăn trắng nè kìa. Khăn trắng là nhiều rồi. Cái khăn màu á. Khăn trắng mình đâu có xài được. Tắm dơ, mình dục đó nè. Mấy này để lao ấy. Chanh á, lấy khăn chanh. Bỏ đây đi ra cho người ta đi nè. Có khăn chân không? Có khăn chân sao đâu. Rồi, cái máy hút bụi nó có 500. Daddy. Oh no, máy hút bụi này ấy nè, máy hút bụi này mình lấy ra nấy được. You just hurt my leg. Who? You hurt my leg like that. Oh, oh, sorry. Hiệu này hiệu tốt quá. Bà mama đang quay video nha bà. Hai bộ đồ mà 14 đồng, 15 đồng, 16 đồng nhé. Costco bán hoa là đẹp dễ sợ chứ. Hello Lộc. Why are this? Ồ, Lộc muốn this hả? Bự lắm mà ba. Thằng này mấy nhỏ đi tắm thì được. To là Costco bên này nó bán. Cái nào nó dơ rồi bỏ nha. Costco bên này nó bán tùm lum bông quá. Ba Dũng, giờ má đi chút xíu ba Dũng. Ba đi nhanh quá. Software-wise,
Bà Dũng đi, bà Dũng cho em quay từ từ mấy cái ấy trong này, rộng quá. Nè, mấy cái thân này tắm nè. Căn này dỗm à. Phải căn dỗm, căn này trong nhà. Còn cái thân kia tắm ngoài biển. Nó bự hơn. No, wow. Sorry, price, huh? Xếp 150 đồng in insulin. No, 70 đồng. 70 đồng off rồi nó cho 80 đồng access cho Costco nên là xếp xe mình. No, không phải. 150 đồng là trong đó nó bao gồm là 70 đồng off cái set 4 thai á. Thì đó thì 70 với lại 50 đồng off Costco member 7. Là nó xếp tất cả là 150 đồng nhưng mà không không biết mua nhiêu. Mà làm đi. Ok. Rồi đi. Ok. I remember hearing him say that something, but I forgot it. Gia đình đi vô lấy xong rồi. Rồi, bún tươi quá trời tươi nè. 4 đồng một trái. You promised to buy watermelon. Cứng ngắt à, chậm cứng. Thôi mày có nước đâu. Thì đừng mua. Thấy không? Đây đi ha. Tùy bật. Nhà còn. Mùa summer mới chơi mấy cái này balloon á. Go.
mì lại coi có thịt đồng. Dạ ba nè, bên đây nó cũng bán thịt bò nè ba nè. Ba là Dũng. Đi Dũng. Thịt bò này nấu khỏe. Ba muốn lấy thêm cái sườn không? Ok, rồi bỏ vô. Trời ơi, đừng có lấy bóng bóng gì rồi không có đồ lấy ra. Đặt cái 30 đồng cho cái chiếc cần. Làm kia. Thôi thôi khỏi. Em không ăn lem, anh ăn thì ăn. Không 15 đồng mà. Mà em không ăn, nghe mùi ngán chết mồm. Ba ăn rồi ba lấy ba mua. Ở ba lấy cái ít thôi, đừng lấy cái nhiều. Có 13 đồng cái cũng có nè. Đây nè. Lấy cái nhỏ thôi, đừng lấy cái bự. 13, 14 đồng nè. Mình anh ăn, không ai ăn. Đụng tới. Trời, cái này xuống không? Cookie, nó cũng vậy thôi. Nó còn cookie nó. Mà nó ăn thịt hơn thôi. Không. Đây bà lấy cái gì? Rồi, thôi à. Rồi kia mua ấy không vậy đó, mua tùm lum. Bữa mình hôm qua kia mình mới đi cất rồi. Small. Đây nè. This one has this, this one is big one. Nhưng mà nó muốn cái có chocolate. Oh, you want this one? Okay. Hai quá. Này đang sale á. Okay. Mini chocolate chip. Phải lôi mà giọt rồi qua lấy. Nó muốn đủ thứ đó. Đi qua đi, con lấy giấy nè. Đây 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 đây. No. Cái này xà bông, cái giấy đây nè. Giấy đây mà cái đề bữa nay chuyển rồi. So it is $3.99 a month for the dispenser. You save $252. Giấy đây nè đất trời. Cái này được xem. Vậy mình quen rồi. Nhưng mà cái này được xem, với lại cái này chỉ có hiệu khác thôi. Đây là hiệu mới ra đó, cho nên thường thường hiệu mới ra nó cho mình rẻ hơn. Thử ra chùi xong anh đít dính vô tay đó. Em mua rồi nè. Ủa? Cái này 17 đồng, cái kia 21 đồng. Nhưng mà cái này 900 DC, còn cái này có 720. Thế nào?
Gì thế? Nó cũng giống nhau, bà ta mua lại này. Còn giá. Này ít giấy đúng không? Ờ, này 720 cái. Nhiều chuyện quá. Cái này hả? Nó muốn gold floor. Sức tà na nó rồi. Bữa nay xin đề mấy đứa cho ăn free, mấy người cho ăn free á. Giờ nó hết đồ nó đem vô. Thiên đường của mấy con chó này. Đồ ăn của mấy chó này. Không? Có cực kỳ, đâu phải là chuyện chơi đâu. Đủ thứ để ăn. Đồ ăn cho đã không? Bà đi đâu? Đi vòng vòng hết đi. Hả? Đây nè, ba số 6 nè. Ba muốn mua. Chạy về, nó chạy về đụng người ta. Ba muốn mua cái này cũng được. Nó cũng nằm xuống không? Kia. Đúng. Quần bên đây nó không theo rồi. Quần đây nè. 45 phải không? 45 phải không? Ừ, 45 là số size bự nhất. Một của boy á, đúng là của girl. Này của girl. Của thằng boy đây. Boy đằng kia. Combo kit Cullen nè, Cullen này cũng good lắm mà. Bắt cô nó đập cô quần đó. Nó không phải quần. Daddy. Coi chị Na kìa. Sao ý kiến gì? What to get out? Ai cái đau? Wow. Lộc muốn cái đau phải không? Oh yeah. My ear is garbage. Muốn nó tháo ấy hả? Ra bịch đây nè. Chạy lại bỏ ra bịch đi. Tiên chạy lại bỏ ra bịch đi. Thiên đường giấy. Wait, thiệt. Mama, I'm like this girl. No. I'm like. Bên kia hết. No, my. Xuống không? My. Đây, cho mẹ ôm xuống nè. My. Spiderman của Lộc hả? Ừ. Ờ. Ba Spiderman là của Lộc đó nha ba. I want one. I'm Spiderman. Đấy, bây giờ. Nó còn mà không? Còn không? Spiderman. Nó còn quần không? Còn. Đây nè, thế. Nhân. We do offer home delivery water service. Hello. Hello, how are you? Be careful, hit you. Hey.
Thiên Thiền, stop. Lại mắc mày kìa. Again, you get in the front again. It's working out. Có hai cái này lại đi. Bự quá. Cái này bị nhiều rồi. Lấy cái đó thôi, nữa về làm chân. Thôi giữ mình xài cho rồi. Về mình xài nhà. Nhà làm gì cái đó? Lau mặt, lau tay rồi đó. Lọc ca. Ca lọc. Ca bà đi. Nên người ta tính tiền vậy quá, mình tự tính mệt.